Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình talk show Quyền lợi bạn cần biết. Rất là cảm ơn tất cả các bạn bè cũng như là khách hàng của công ty đã chia sẻ cái clip vừa qua của chúng tôi, mong rằng sẽ mang lại những cái thông tin bổ ích cho cộng đồng, đặc biệt là trong cái sự khó khăn của ngày hôm nay, thì những cái thông tin sẽ có thể mang lại những cái bổ ích để cho mình có những cái thông tin mình cần biết để hỗ trợ cho mình. Và chương trình ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Richita Bihaku. Và trở lại với lại chương trình là xin mời Danh Võ ở Florida đã tham gia chương trình vào lần trước. Xin chào Danh Võ. Dạ, chào anh Quý, chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình livestream để của anh Quý để hướng dẫn chúng ta cách điền đơn để xin cái loan EIDL. Cảm ơn Danh đã tham gia chương trình vừa rồi và chia sẻ cho rất nhiều bạn bè, thay mặt cũng như là Mỹ Hạnh cũng đã chia sẻ cho rất nhiều bạn bè để thay mặt mà mình giải đáp nhiều cái thắc mắc. Nói chung là có nhiều cái thắc mắc, nhiều câu hỏi chung thì mình trả lời ở trên này để cho giúp cho cộng đồng của mình, đặc biệt là những cái phúc lợi mà chính phủ đã hỗ trợ trong cái sự khó khăn cơn khủng hoảng lần này. Thì rất là đặc biệt thì chương trình ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cover thứ nhất trở lại là những cái câu hỏi mà lần trước chúng tôi chưa kịp trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời. Và cái chúng tôi sẽ cover thêm về cái phần unemployment benefit, tại vì cái này nó rất là đặc biệt, như là có một số nơi đã có, một số tiểu bang đã có rồi nhưng số tiểu bang là chưa có, chẳng hạn như là Georgia là chưa có, cho nên rằng là mình sẽ cover về cái phần unemployment benefit. Và bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn cái cách điền đơn EIDL. Thì cái hướng dẫn các cách điền đơn EIDL đó, có một số người đã, một số công self-employed đã nộp đơn rồi, nhưng có một số vẫn chưa, cho nên mình urgent, mình đáng lẽ là mình sẽ chia sẻ sớm hơn, nhưng mà vì quá bận, văn phòng quá bận để mà hỗ trợ cho tất cả các khách hàng đã theo coi như khách hàng thân quen của First Choice trong thời gian 20 năm qua, thì rất là vui là trở lại chương trình. Thì trước tiên bắt đầu vào chương trình đó, thì Danh có thể nhắc lại một số câu hỏi của tuần vừa rồi mà anh chưa kịp trả lời. Thì Danh có thể đọc giùm anh để anh trả lời cho một số bạn bè có câu hỏi. Dạ em có, dạ. Cảm ơn anh Quý. Em có ghi nhận lại những câu hỏi mà tuần trước, lần trước mình miss cái trả lời cho quý vị đó. Thì có một cái câu hỏi là tiệm em đang under construction mà ngưng trong thời gian này có được qualify EIDL không vậy anh Quý? Khi mà cái tiệm mà under construction đó, thì mình phải biết rõ là cái tiệm của mình trước kia mình đã có hoạt động rồi under construction hay là một cái tiệm mới hoàn toàn đang under construction. Nếu mà cái tiệm mới hoàn toàn đang under construction thì mình không có qualify, tại vì mình không có cái gì để show. Còn nếu như mà tiệm mình, ví dụ chẳng hạn mình đã hoạt động trước đây cho tới tháng 10 hoặc là tháng 10, 11 đi, rồi mình renew, remodel cho tiệm mình trở lại, thì mình vẫn có thể qualify để mà apply cái chương trình EIDL. Dạ, yeah, cảm ơn anh Quý. Và có cái một câu hỏi nữa là có một người tên là Anna Nguyễn cho em hỏi, em đang ở Georgia, em làm nail được 18 tháng, em khai thuế $1099 nhưng mà họ trả lời là không đủ cái quay, vậy là sao vậy? Nếu mà tên là, ví dụ là Anna là đã làm $1099, đã làm 18 tháng, chừng làm nail 18 tháng, thì mình mới hiểu rõ cái chữ weight và cái commission, hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà mình đi làm là as a self-employed thì nó không có cái chữ weight. Chữ weight là W-A-G-E-S, cái đó là những người dành cho những người làm cái nhận, những người công nhân mà làm nhận W-2 cuối năm thì mới gọi là weight. Còn cái mình làm nail cuối năm mình nhận 1099 thì nó không phải là weight. Mà đặc biệt nữa là anh cũng thông báo là cho tới ngày hôm nay tại Georgia,
chưa có cái update cái form mà unemployment dành cho những người mà đi làm 1099, là chương trình mà DUA đó, thì là cái chưa có qua chương trình dành cho nên rằng khi mà mình vào cái website Georgia Department of Labor, khi mình vào cái website đó đó, mình đánh information vào thì chắc chắn là cái information nó không phải của 1099, cho nên là mình chờ khi nào mà Georgia Department of Labor họ work out với lại federal hay nó đã come up cái update cái website thì mình sẽ thông báo để tất cả các những người mà làm form nhận form 1099 cuối năm để có thể điền đơn. Ngoài ra nếu quý vị nào mà cần cái sự hỗ trợ về vấn đề điền đơn giúp cho những người mà self-employed hoặc là nhận form 1099 cần điền đơn thất nghiệp, nếu mình cần sự hỗ trợ thì hãy liên lạc với lại văn phòng của anh Quý đây với cái số điện thoại và cái email, thì có thể gửi thông tin information thì văn phòng của anh sẽ hỗ trợ giúp cho cái phần hỗ trợ về điền đơn để mà xin thất nghiệp cho trường hợp là 1099. Mình sẽ hỗ trợ. Dạ. Rồi câu hỏi kế tiếp dâm. Theo cái base đó thì mình đi đi UA đó thì nó base income là 12 tháng hay là 24 tháng vậy quý? Cái base họ base trên 12 tháng, không phải là 24 tháng, trong 12 tháng gần nhất, hoặc là tốt nhất là khi mà mình apply cái tối thiểu là mấy tháng nữa hả? 12 tháng nha. Base trên 12 tháng gần không? Dạ. Thì ví dụ chẳng hạn như là mình đi làm cái 1099 cuối năm của mình nhận được đó là 30.000, anh ví dụ đi, rồi mình khai thuế, mình trừ qua trừ lại mình còn lại 20.000, thì cái 20.000 đó là cái gọi là cái net income đó. Thì cái này là rất là quan trọng, là anh rất muốn giải thích về cái phần này để rất là nhiều người hiểu là cái họ base trên là base trên cái net, không phải trên cái cost mà mình nhận được. Tuy nhiên với cái tiền mà unemployment, cái điều đặc biệt trong cái gói phúc lợi trong lần này để mà hỗ trợ cho cái trường hợp mà 1099 được nhận cái tiền unemployment là 26 tuần và có thể extend 13 tuần nữa, thì cái on top của whatever mình qualify cho tiểu bang, nó có sẽ hai cái gói nha quý vị. On top của cái tiểu bang thì ví dụ chẳng hạn như là mình làm là một tháng là 1.000 đi, cho nó dễ hiểu, mình lấy một tháng là 1.000 đi, mình chia cho 4, còn lại là 250. Mặc dù là cuối năm mình khai thuế chỉ có 12.000 thôi, cái net mình chỉ còn 12.000 thôi, thì cái mỗi tháng của mình là 1.000, thì cái ở mỗi tiểu bang họ có cái cách calculate khác nhau, tuy nhiên nó average khoảng 40 hoặc 45% là max của cái tiền unemployment. Thì ví dụ chẳng hạn như là 1.000 thì ví dụ là 40% thì mình được là 400 đồng đi, 400 đồng chia cho 4 tuần thì chỉ có 100 đồng thôi, mình lấy 100 đồng một tuần nó không phải là bao nhiêu. Tuy nhiên cái mình được on top của nó là của federal additional 600 đồng mỗi tuần on top, cho nên là tất cả quý vị nào mà có form 1099 nên apply. Và cái dự luật này ra đó, khi mà họ đã announce là mình phải tranh thủ làm liền trong vòng 30 ngày. Nếu mà quá 30 ngày thì mình hoàn toàn mất cái benefit đó. Cho nên rằng hãy tranh thủ. Ví dụ ở nhà mình có người có biết tiếng Anh sẽ hỗ trợ, hoặc là mình nhờ những văn phòng mà họ biết họ có thể hỗ trợ cho mình. Thì nên liên lạc và tranh thủ as soon as possible. Và cái trường hợp này là trường hợp rất đặc biệt. Tại vì under cái luật năm 1974 là khi mà government declare emergency thì những người self-employed hẳn nhiên được nhận cái phần mà hỗ trợ, cái gói hỗ trợ đó từ chính phủ. Cho nên rất đặc biệt, cho nên mình không có quan trọng là income mình là bao nhiêu. Cho nên rằng nên apply as soon as possible. Khi mà cái tiểu bang mình, cái website nó available thì mình nên apply right away. Yes. Vậy một câu hỏi nữa là nếu small business không nộp kịp cái đơn mà gói hỗ trợ 10.000 đến quý thì mình có những cái loan khác để hỗ trợ cho những cái tiệm nail được không quý? Nếu như mà các tiệm nail mình chưa có cái nộp được cái kịp nộp cái gói hỗ trợ mà up to 10.000 nha, anh nói rõ là cái gói hỗ trợ là economic injury disaster loans là up to 10.000.
Cho nên rằng là mình phải tranh thủ, mình apply nếu như mà nó đã qua cái thời hạn mà mình, ví dụ chẳng hạn mình không qualify, thì trong trường hợp này có rất nhiều cái chương trình của SBA để mà hỗ trợ, chẳng hạn như là cái chương trình mà Debt Relief thì họ sẽ hỗ trợ cho mình. Và có những cái chương trình, ví dụ chẳng hạn như là cái Loan Advance, nếu mình không qualify cho cái này mình vẫn có cái Loan Advance, hoặc là mình có thể apply two at the same time vẫn được. Cho nên mình tranh thủ nhờ những người mà họ biết về loan ở những nơi mình quen biết đó, họ đã có những cái thông tin hồ sơ của mình apply, hoặc là những cái SBA. Cái SBA loan đó mình có thể vào nhà băng của mình, cái nhà không phải, ví dụ chẳng hạn mình banking with Wells Fargo, mình không có vô Bank of America, họ không hỗ trợ cái SBA loan cho mình được. Còn nếu như mình chưa có mà confident thì có nhờ qua broker, chẳng hạn những cái văn phòng họ có thể hỗ trợ làm cái SBA loan cho mình. Ví dụ chẳng hạn như mình có hai cái business thì mình có thể apply cả hai cái. Tuy nhiên trên có những cái SBA beside cái PPP là cái Paycheck Protection Program đó, anh sẽ nói sau. Nhưng mà có nhiều cái chương trình SBA họ sẽ hỗ trợ cho mình nếu mình không qualify cho cái gói này. Cho nên là có rất nhiều chương trình mà bây trong cái thời điểm này đó rất là đặc biệt dành cho những tiểu thương. Thì rất là đặc biệt là SBA họ gần như là được guarantee by government. Cho nên rằng là họ sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Tranh thủ vào cái lúc này. Và những cái trường hợp này thì chỉ có chính phủ approve loan thôi, chứ những người khác thì ở những nhà bank khác thì ví dụ một cái business đang đóng thì đâu có ai cho loan, chỉ có chính phủ cho loan thôi. Cho nên rằng những người mà bị credit bad hay là có những cái nói chung là cái credit không có được strong cũng cố gắng apply, tại vì là cái điều kiện approve rất là không có khó khăn như là trước đây. Cho nên rằng tranh thủ trong cái lúc này sẽ hỗ trợ cho mình. Rồi, đó là những cái câu hỏi. Nếu mà còn những cái câu hỏi gì thì Danh cứ đọc cho anh. Ngoài ra, bây giờ là nói thêm về cái phần mà về Unemployment Benefit. Cái rất là nhiều trường hợp như lần trước anh đã cover rồi. Thì cái page mà Unemployment Benefit đó, cái page này mình phải hiểu rõ những người đang đi làm nhận W-2 thì cái page Unemployment Benefit là mình nhìn thấy ở trên màn hình đó, quý vị thấy là Unemployment Insurance, đó là dành cho những người đang đi đi làm W-2. Thì hiện tại bây giờ nếu như mà mình bị force ở nhà thì phải employer của mình yêu cầu mình ở nhà, thì nên employer của mình họ apply cái unemployment cho mình, thì cái benefit của mình sẽ được processing thông thường các paperwork khoảng chừng 72 hours. Còn nếu mình tự làm thì nó mất tới mấy tuần lận. Cho nên rằng là mình nên make sure là employer họ file, hoặc là mình ở nhà, ví dụ thay vì mình đi làm 5 ngày, bây giờ mình chỉ đi làm chỉ còn có 2 ngày thôi, thì cái partial unemployment đó là make sure người employer họ file cho mình. Tại vì nếu họ không file mà mình đi file đó thì sau này chính phủ sẽ đòi lại những cái số tiền đó từ employer của mình. Còn bên cạnh cái disaster unemployment assistance, đây là cái benefit mà rất là xôn xao và rất là, mình phải nói là may mắn mình ở Hoa Kỳ này có được cái chính phủ đã ký cái CARES Act năm tuần vừa qua là tháng 3 ngày 27 nó đã release ra, thì mọi người được thêm 600 đồng additional trên cái unemployment check, thêm 13 tuần additional. Và self-employed contract hay là gig workers là những người mà làm part-time hay là những người làm contract thì họ vẫn được qualify trong cái chương trình này. Ok anh. Rồi, anh thấy hình như có cái câu hỏi về SSI. Anh Quý trả lời cái câu hỏi của một vị đang là số tiền 1.200 mà người SSI và SSA có nhận được không? Thì những người nào mà đã có cái tất cả những người có Social Security, những người mà đã retire thì mình không có khai thuế, thì họ bay trên cái income nào để mà họ cho mình.
họ vẫn bay trên, chỉ cần có Social Security, hàng tháng mình đều nhận được cái benefit của retirement thì mình vẫn được nhận cái check 1.200 nha quý vị. Trừ trường hợp là con cái của quý vị mà claim quý vị là dependent ở trong cái hồ sơ khai thuế thì người mà khai thuế mà claim mình đó họ sẽ nhận là 500 đồng ở trên cái số Social Security của mình và mình không được nhận tiền. Cho nên rằng là rất là rõ, cũng giống như là em của Danh đi, ví dụ vậy, đang đi học đại học mà Danh claim là dependent của Danh, mặc dù con của Danh vẫn khai thuế một mình nhưng mà khai thuế dạng dependent của cha mẹ, thì Danh và bà xã của Danh nhận được là 2.400 cộng với 500 tiền của người con, chứ người con mặc dù người con là 20 mấy tuổi rồi và đi học nhưng khai thuế là dependent thì chỉ nhận được 500 mà thôi. Có một câu hỏi tuần trước của Trần Phương Ly, đó là cảm ơn bài viết chia sẻ những kiến thức của anh cho những hỗ trợ của chính phủ. Em có câu hỏi là em là chủ tiệm, em có khai form 1065 cho tiệm, em có business income nhưng em cũng viết check trả lương theo commission cho em nên em vẫn có 1099. Như vậy em có cả được cả hai là DUA với lại EIDL không? Được, khi mà em là owner của cái business của em thì em nên apply cái EIDL as soon as possible, tại vì rằng đó là em self-employed. Ngoài ra, tại vì em có cái ký check cho em có deposit là cho bản thân mình thì cuối năm mình vẫn khai thuế. Tại vì sao cái 1065, cái hồ sơ mà 1065 đó, đó là cái partnership. Thì ví dụ chẳng hạn như là em là partnership với một người nào đó thì em qualify apply cái EIDL nhưng cái income đó sẽ transfer về cái hồ sơ khai thuế của mình. Ngoài ra mình có cái nhận cái form 1099 cho cá nhân mình, mình vẫn phải khai Schedule C trên cái form 1099 đó, trên cái của cái form 1099 đó thì nó cũng additional vào cái income, thì mình vẫn apply cái tiền xin thất nghiệp được. Cho nên là yes, you can do it both. Và có một câu hỏi tuần trước của chị Holly Châu là mình muốn tiền SBA thì mình có xin được tiền thất nghiệp không anh? Mình mượn thì mình mượn SBA á. Cả hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Thất nghiệp là thất nghiệp mà SBA là SBA. Cho nên khi mình là một người chủ tiểu thương thì có những cái chương trình dành cho SBA. Còn có vấn đề thất nghiệp khi mình tự write cái check 1099 cho mình thì khi mình khai thuế cuối năm là 1040 rồi thì mình vẫn trên cái Schedule C của mình đó thì mình vẫn apply cái tiền xin thất nghiệp. Và cái SBA là vấn đề loan dành cho cái business của mình thôi, không có gì trở ngại cả. Một câu hỏi ở trong đây đang nói là chị Đặng Julie nói là ở Florida có nhận 1099 có form chưa anh? Sao? Có thể là có cái DUA không anh biết hả? Chương trình đó của DUA, những người mà 1099 ở Florida là tiểu bang của Danh ở đó. Thì hôm nọ anh có send cái đường link qua cho Danh cũng như Danh để phổ biến cho tất cả những người bạn ở Florida. Thì hiện tại là Florida đã có cái đường link đó rồi nhưng mà somehow tại vì nó crash, nhiều người vô quá cho nên mình pay attention. Nhưng anh có nói với Danh đó là nếu như mà nên vô không được thì canh tối á, khuya vô. Thì Danh cũng try, Danh ở Florida thì Danh cũng try. Sáng nay có một người bạn cũng có nhắn cho em là đã có cái, khi mà điền cái đơn đó thì họ có cái pin, rồi có cái ID number nhưng mà nó bị trục trặc, sau đó là không vô tiếp được nữa. Tại vì hiện tại bây giờ thật sự mà nói là cái gì cũng quá tải hết. Cho nên rằng là mình be patient, thật sự là mình be patient tí xíu, cái gì cũng quá tải cả. Nhưng nhờ anh kỹ thuật cho cái trang mà trước khi mà mình apply cái unemployment thì những cái gì họ require cho những người có 1099, cái này rất là quan trọng. Cái thứ nhất á, là mình phải legal resident ở Mỹ này nha quý vị. Dạ, cái đó là rất là quan trọng. Hoặc là mình là những người công dân Hoa Kỳ hay là citizenship thì đó là cái điều quan trọng. Những cái ID mình phải có, đó là identify của mình, mình phải là người residential của người Hoa Kỳ. Hoặc là con em đi du học qua bên đây mà chưa phải là residential, mặc dù là có đi làm cuối năm có khai thuế nhưng những quý vị đó khai thuế là 1040 NR, tức là non resident của
Hoa Kỳ này thì vẫn không được cái benefit này. Cho nên rằng cái yêu cầu thứ nhất mình phải là mình phải identify là mình là thẻ xanh hay là mình là có, đã có quốc tịch rồi. Và cái điều đặc biệt là khi mà mình prepare, đây là cái mà mình phải prepare để mà khi cái website nó available thì mình phải chuẩn bị làm sao để mình chứng minh cái thu nhập của mình, bởi vì mình nhận cái form 1099 thì cuối năm mình khai thuế họ base trên cái income 2 năm in the past 2 year history. Mình phải có cái copy của cái khai thuế của mình để họ tính cái income nha quý vị. Mình phải có cái history. Tuy nhiên là cái reason khai thuế của mình đó thì là họ base trên cái form 1040 mình khai thuế cuối năm đó, Schedule C đó. Thì là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái copy của cái bank statement để prove là mình có deposit money vào, để họ base trên cái đó họ cho cái tiền income gọi là unemployment cho mình, dành cho những người 1099. Còn những người mà làm W2 thì người ta có cái copy của cái pay stub rồi, cho nên là không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên những người làm 1099 thì nhắc lại là thứ nhất là mình phải là resident của ở Hoa Kỳ này, hoặc là được có quốc tịch rồi thì mình qualify. Ngoài ra mình phải có cái history của 2 năm đi làm, và mình có cái form, cái mẫu khai thuế, cái copy của recent khai thuế của mình, và cái bank statement available, sẵn sàng. Mặc dù bây giờ nó chưa ready thì mình sẵn sàng. Khi ready là mình đã có những cái copy đó. Khi mà mình điền vào cái hồ sơ, người ta bảo mình upload những cái information đó của mình thì mình phải submit right away. Cho nên những quý vị nào mà chưa có quen về cái làm về copy rồi paste rồi send in thì nhờ con cái của mình, hoặc là những người nào làm trong văn phòng đó, để mình ready cái information của mình đó, chứ đừng đợi tới nơi rồi mình mới làm thì mình behind. Cho nên là tranh thủ. Quý có thể nói thêm về cái phần nếu mà mình apply cái EIDL không được thì mình apply thêm một cái SBA đúng không Quý? Đúng rồi, cái chương trình SBA nó có nhiều lắm, rất nhiều chương trình SBA. Trong đó có những chẳng hạn như là cái SBA Bridge Loan là dành cho những người đang có SBA. SBA gì? Là Small Business Administration. Thì cái SBA á, nó là dành cho những tiểu thương. Thì ví dụ chẳng hạn những người đã có cái SBA đó là nó dành cho những người chuẩn bị open cái business, hoặc là existing business, hoặc là trong những trường hợp này thì là họ có điều có thể apply cả. Nhưng họ require những người mà chuẩn bị open cái business đi thì họ require phải có cái business plan, rồi mình phải prove cái financial statement. Những người mà đang existing business phải có financial statement, phải có CPA verify. Đó, nó có nhiều cái trường hợp thì cần mà beside cái EIDL này, cần biết thêm về SBA loan thì cứ liên lạc với cái số điện thoại cũng như là cái email của anh đó trực tiếp. Như lần trước thì anh chưa có đưa đó lên, thì có nhiều người research rồi kiếm, thì bây giờ anh có đưa cái địa chỉ email cũng như cái số phone sau chương trình, quý vị có thể gọi và hỏi thêm về tất cả các chương trình loan, chẳng hạn như là debt relief là gì. Nếu như mình không có qualify chương trình PPP thì mình có thể cần có cái những cái chương trình nào để có thể giúp mình vượt qua cái cơn khó khăn này, thì quý vị cứ liên lạc với lại cái số phone hiển thị trên màn hình, và cũng như là tất cả những cái email mà quý vị cần mà nói rõ hơn về cái trường hợp của mình thì cứ gửi về cái email ở trên, thì quý sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái chương trình loan nào nó qualify cho quý vị. Hiện thì ngoài cái khi mà người ta apply cái up to 10.000 đó quý mà không được, hay là thì sau đó sẽ có những cái chương trình hỗ trợ nào khác nữa ngoài cái SBA? Có những cái chương trình, ví dụ chẳng hạn như là cái chương trình mà nó gọi là loan advance. Mình có thể loan advance là up to 25.000 nữa. Nó có nhiều chương trình SBA loan lắm, nó có rất nhiều. Cho nên rằng là không chương trình này thì sẽ có chương trình khác. Nhưng cái chương trình mà EIDL đó, có nói rằng là Economic Injury Disaster Loans đó, đây là cái chương trình người ta cho. Mà không phải là ai apply cũng được 10.000 nha quý vị. Cái này là khẳng định lại là không phải ai apply cũng được 10.000, mà là up
to 10.000, họ sẽ depend trên cái income của mình thì và cái business của mình thì họ mới cho mình cái quyết định là họ sẽ hỗ trợ cho mình là bao nhiêu, mà tất cả những cái tiền này là đều là mình không phải trả lại, cho nên rằng là rất là mình phải tranh thủ as soon as possible. Bây giờ trước khi đi theo những cái câu hỏi nữa thì để anh theo cái chủ đề của ngày hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho cái cách điền EIDL. Những quý vị nào mà đã điền qua rồi thì có thể review và xem mình có điền đúng hay không. Còn những vị nào mà chưa điền thì có thể dùng cái information này để mình có thể bắt đầu điền. Kể cả những người, ví dụ chẳng hạn như là mình là một cái đi làm nghề tự do, thì as long là mình có cái tax ID, hoặc là ví dụ chẳng hạn có nhiều người mình mở tiệm nail mà mình không có apply cái EIN number thì mình dùng cái social security của mình vẫn được, mình cứ apply. Và cái quan trọng nhất ở trong cái form mà EIDL có 3 mục rất là quan trọng. Những cái mục khác thì mình có thể apply ví dụ chẳng hạn như là tên business, business legal name, hay là rồi DBA name, rồi tax ID. Nói chung những information đó thì rất là căn bản, nhưng đây là những information mà rất là quan trọng. Nếu mà mình điền sai thì mình không biết là họ ở đối với lại chính phủ thì trong cái package này đó họ sẽ base như thế nào, nhưng mình điền information cho nó đúng thì quý sẽ anh sẽ chia sẻ về cái cách điền của cái EIDL này rất là quan trọng. Ở trên cái form EIDL này quý vị, thì là cái phần thứ nhất á, là nếu như là mình là sole proprietor gì đó thì mình chọn cái mục thứ hai, còn ngoài ra thì mình nên chọn cái mục đầu nha. Rồi cái trang thứ nhì là very important. Đây là cái phần này nè quý vị, những quý vị nào mà đã điền qua cái form EIDL thì mình xem cái chỗ này nó rất là quan trọng, và những quý vị nào mà chưa điền thì hãy dùng cái thông tin này để hỗ trợ mình. Tại vì trong cái form mà điền EIDL này đó, nó có 4-5 trang thôi, rất là đơn giản. Nhưng cái phần này là phần quan trọng nhất quý vị. Cái phần mà cross revenue thì ai cũng có thể biết là tổng số thu nhập của mình mà mình đã thu nhập trong 12 tháng qua. Ví dụ chẳng hạn có tiệm mà tôi mới mở được 4 tháng thì mình cứ điền 4 tháng. Tại vì sau cái below những cái này đó thì nó sẽ có cái hỏi rằng mình own cái business này bao lâu, operate bao lâu, thì họ có thể calculate ra cho mình thôi. Nếu mình là mới mở được 6 tháng mà mình gặp cái trường hợp này thì mình điền 6 tháng. Nếu mình đã đủ cái chương trình 12 tháng qua, nếu business mình own more than 1 year thì mình dùng 12 tháng. Cái cross revenue gần nhất của mình là năm 2019 này. Ví dụ chẳng hạn như là mình làm tổng số cái cross revenue của mình là 240.000, mình ví dụ vậy thì mình điền vào 240.000. Đây thì cái rất là căn bản, ai cũng có thể làm được cái việc này. Nhưng cái important ở cái chỗ cost of goods sold là cái mà quý highlight cái lần thứ nhì màu đỏ đó, là cái phần mà cost of goods sold đó quý vị. Cái này là nó depend trên cái mình thuộc dạng cái business nào. Ví dụ chẳng hạn như là nếu là business mà của nail đi, mình nói về nail, thì cái cost of goods sold ở đó mình không có buôn bán gì cả. Cái cost of goods sold tức là những cái đồ dùng mà mình buôn bán. Thì cái cost of goods sold mình không phải là tất cả những cái tiền mà mình expense. Chẳng hạn là tiền ga, tiền điện, tiền nước, tiền thợ là mình add vô đó. Không phải nha quý vị. Cái cost of goods sold đối với lại trường hợp tiệm nail thì quý vị để vào đó là những cái tiền mà trả của nhân viên, những cái tiền mà mình cuối năm mình khai cái 1099 cho thợ của mình đó, thì cái cost of goods sold là cái số tiền đó. Còn ví dụ chẳng hạn như là cái những người mà làm cái ví dụ chẳng hạn như là tiệm sửa xe, thì cái cost of goods sold của họ là gì? Là những cái đồ part họ mua, họ phải mua đồ part, tại họ bán đồ part trả lại cho những người đến sửa xe, thì cái cost of goods sold là tổng số của cái tiền mà đồ part người ta mua. Tại người ta phải đóng thuế lại, tại người ta bán cái đồ phạt đó. Còn cái tiệm nail mình đâu có bán, tiệm nail mình là service. Thì cái cost of goods sold là cái tiền mà mình khai cái 1099 cuối năm cho thợ của mình. Và ví dụ chẳng hạn như nhà hàng, thì cái cost of goods sold là nhà hàng là gì? Là cái tiền mà trả cho nhân viên là đương nhiên rồi. Và cái tiền mà supply để mà bán food
thì cái tiền đó được khai vào supply nằm ngay ở chương mục cost of goods sold. Ví dụ như là trường hợp nãy mình nói là một tiệm là cái tiền tổng số gross revenue của mình là 240.000, rồi cái tiền cost of goods sold chẳng hạn thợ của mình đó tổng cộng đó, là mình trả ra là 100.000, thì mình ghi vào cái cost of goods sold là 100.000 ở ngay đó. Và cái mục thứ ba đó rất là nhiều người bị miss, đó là cái combined annual expense. Cái đó là cái quan trọng quý vị, cái đó mới là cái mà nói về chẳng hạn như là ở bây giờ nhờ anh kỹ thuật cho cái form 1040 đi. Thì ở trên cái schedule C đó mình dựa trên cái gì để mình có thể biết cái cost of goods sold của mình để mình khai cho nó đúng. Thì quý vị thấy đó, cái phần cost of goods sold đó ở trên cái schedule C thì quý thấy là cái màu xanh đó, quý để màu xanh đó thì cái đó là cross revenue. Thì cái cost of goods sold á, ngay đó là tiền gì? Đó là cái tiền mà cost of labor. Nhớ là không có include cái income mà mình trả cho mình. Đó là cái cost of labor. Thì cái cost of goods sold mình nên điền ở ngay đó. Và cái mà combine của tất cả cái annual business expense đó nằm ở dưới là tiền rent tiệm nè, tiền depreciation nè, rồi tiền supply nè, rồi tiền insurance nè, rồi tiền nói chung là những cái tiền ga, tiền điện, tiền nước, đó là những cái mà operating expense. Cho nên rằng là mình không quên điền cái phần đó được, mình phải điền là cross ví dụ chẳng hạn như là tiền cái trường hợp mình đưa cái ví dụ nãy là 240.000 là cái cross revenue, bây giờ là cái tiền mà trả cho thợ tổng cộng là 100.000 và cái tiền business expense của mình đó là ví dụ chẳng hạn là 50.000 for example, thì mình cứ điền là 50.000 và điền cho nó đúng vào cái năm 2019 là the best. Tại vì sao họ sẽ base trên cho đó thì họ sẽ mình sẽ qualify được là có up to 10.000 forgive hay không. Cho nên rằng cái phần mà cost of goods sold, cross revenue và cái total business expense đó, cái combined annual expense rất là quan trọng quý vị. Đây là dành cho những người mà làm sole proprietor. Thì mình khai cái Schedule C thì quý vị thấy cost of goods sold ở đó. Còn với cái trường hợp mà những người mà khai cái 1065 tức là partnership thì có cái firm mà partnership thì họ khai cái firm là 1065. Thì cái firm 1065 cũng vậy đó, quý gạch cái màu xanh đó là cái cross revenue. Thì sẵn đây cái dịp chia sẻ để những quý vị nào mà mình có tiệm mà mình khai thuế ở đó thì mình nhìn vào đây mình biết là cái người khai thuế khai cho mình để mình hiểu được at least. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì để mình có thể điền vào trong cái form Economic Injury Disaster Loan cho nó đúng. Thì đó là cái phần mà cost of goods sold nằm ở đâu trong cái form 1065. Cũng giống như những quý vị nào mà có cái LLC mà khai theo cái dạng 1120S tức là Small Corporation thì cái form 1120S cũng vậy vì quý vị, đó là cost of goods sold nó nằm ngay đó. Thì trở lại cái form mà cross revenue rồi khi trong cái hồ sơ mà điền economic injury disaster loan là ba cái mục đó là ba mục quan trọng nhất là quý chia sẻ với lại quý vị. Nếu quý vị nào mà đã chưa điền thì có thể dùng cái thông tin này điền vào và phải điền as soon as possible để mình nhận được cái benefit này. Thì đó, quý chia sẻ với lại quý vị về cái cách điền cái đơn Economic Injury Disaster Loan. Ngoài ra, nó còn có những cái ví dụ chẳng hạn những quý vị mà có nhà cho thuê. Rồi bây giờ người ta có luật là 3 tháng nay mà không trả tiền nhà, không có đuổi người ta ra được. Thì mình sẽ claim những cái gì để xin được những cái tiền cover đó. Thì mình nên apply qua cái loan advance. Ta có cái program dành cho những người mà có nhà cho thuê, mà những người thuê nhà của mình trong thời gian này người ta cũng khó khăn, người ta không có trả tiền cho mình được, thì mình có thể apply cái gì để hỗ trợ cho mình. Trong cái chính phủ có cái program dành cho những người mà có nhà cho thuê nha quý vị. Có một câu hỏi là khi mình apply cái loan này nó có based on the credit score không quý? Như anh trả lời hồi nãy đó, những cái loan mà trong lúc này đó thì là nó damage tất cả các business thì cái vấn đề mà personal, thứ nhất là không có personal guarantee, cái điều rất là quan trọng quý vị, không có personal guarantee, không có collateral tức là không có thế chấp và được chính phủ guarantee, cho nên rằng là mình phải tranh thủ kinh tế mà cái loan để mình có được. Tại vì trong cái trường hợp này
mình phải tranh thủ để làm sao để mình có được cái cash flow để mà vượt qua cái sự khó khăn trong lúc này. Cho nên là nên apply và không base trên cái credit score nha quý vị. Cho nên là yên tâm và tranh thủ những cái văn phòng nào họ chuyên về loan thì họ sẽ hỗ trợ cho mình. Chứ không phải văn phòng khai thuế là biết làm loan cho quý vị. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Khai thuế là khai thuế, cũng như là lần trước anh cũng chia sẻ đó. Accounting là accounting, bookkeeping là bookkeeping, và payroll là payroll separately. Không thể nào mà từ 1099 mà chuyển qua payroll in one day, cái chuyện nó không phải vậy. Nó phải take time, phải có apply tất cả các withholding tax của từng tiểu bang. Cho nên nó take time, và cũng giống như cái program payment, cái paycheck protection plan đó, thì nó phải pay trên tất cả những cái chẳng hạn như nhà hàng là có W-2 cho nhân viên. Thì tại mình thấy cái chữ paycheck, nên nhớ là chữ paycheck, có nhiều người hỏi là tại sao không cho những người mà người ta có 1099 người ta có thể apply PPP. Xin thưa quý vị, chữ paycheck đây là cái chương trình này là dành cho những người mà người ta muốn chính phủ khuyến khích cho các cơ sở kinh doanh giữ nhân viên của mình, để nhân viên của mình vẫn còn job làm và không phải đi khai thất nghiệp. Cho nên rằng là cái chương trình này dành cho những cơ sở chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn văn phòng bác sĩ nè, hay là nhà hàng nè. Ví dụ vậy, bây giờ mình không thể phục vụ ở trong mà mình có thể làm delivery, mình phải giữ một số nhân viên hoặc là đi delivery, thì cái chương trình này rất là hỗ trợ cho các trường hợp đó. Còn nếu như mà mình nằm trong cái dạng 1099 thì mình không thể qualify cho Payment Protection Plan. Chị có một câu hỏi mà nãy giờ chắc cũng quý vị, anh Quý cũng có nói, mà em xin đọc lại. Thì chị Hoài Lê có đặt câu hỏi là ba mẹ em mới qua được một năm mà mẹ của em làm được 1,000+ và có khai thuế năm 2019. Em thấy ít quá nên em để ba mẹ em vào chung với hồ sơ thuế của em. Vậy ba mẹ em có nhận hưởng được tiền 1,200 không anh Quý? Câu thứ nhất á, là về nguyên tắc là nếu mà em để ba mẹ em là claim, ba mẹ của em là dependent của em, thì ba mẹ em vẫn phải khai thuế trên là 600 đồng income mỗi năm, thì mình vẫn phải khai thuế, ba mẹ em vẫn phải khai một cái form riêng, mặc dù em claim ba mẹ của em là dependent của em. Thì khi em claim ba mẹ của em là dependent của em rồi, thì em nhận 1,200 và ba mẹ của em mỗi người được 500. Còn nếu như ba mẹ của em khai là dependent, mặc dù là làm income 1,000+, hoặc là ba em không làm gì cả, ví dụ vậy, vẫn phải khai một cái form là hai vợ chồng khai chung. Thì khi đó sẽ nhận được mỗi người là 1,200. Còn như với cái trường hợp này, rằng là em đã claim ba mẹ của em rồi, thì em nhận 1,200. Và em nhận của mẹ em là 500 và ba của em là 500. Bởi vì họ là dependent của em. Và tuy nhiên em vẫn phải khai thuế. Ba mẹ của em vẫn phải khai thuế mặc dù là small income, miễn là trên 600 đồng income thì mình vẫn phải khai thuế rồi. Hôm nay chị Lo có nói là như vậy người làm nail nhận 1099 có mượn được cái loan như vậy không? Thì nãy giờ anh Quý cũng có chia sẻ cái loan nó là dành cho những người làm business, cái SBA là small business loan, còn mình làm 1099 thì là mình là self-employed, nó different với lại những người chủ business. Đây là cái small business loan đó, đây là dành cho tiểu thương. Còn mình đi làm là mình independent, mình không có mượn loan được. Chị Jennifer có nói nếu trong một combine em để zero, vậy điền sai có thể rely được không anh? Có thể ảnh hưởng, tại vì mình quên. Cho nên anh nói rằng cũng có nhiều... nói chung là anh chỉ nói thôi, là đây là những cái mà mình tránh cái vấn đề thiếu sót. Cho nên là trước đáng lẽ là anh lên sớm hơn, nhưng mà bởi vì là quá bận với lại những người khách hàng hiện hữu của mình, cho nên chưa có dịp lên để mà cho những thông tin chính xác. Nhưng mà thôi, mình tranh thủ những người nào chưa làm thì take cái information này để mà tự điền cho mình. Tại mình đã lỡ rồi thì it's okay, chạy hopefully everything okay. Chứ bây giờ mình không chỉnh lại được, mình đã nộp lên rồi mình không chỉnh lại được. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn những cái trường hợp khác, chẳng hạn như loan hay gì đó, thì nên mình nên nhận cái advice của những cái văn phòng mà họ có thể họ có cái kiến thức hoặc là họ có cái kinh nghiệm về làm loan. Nên nhắc lại với lại quý vị rằng là không phải những người khai thuế nào
cũng có thể làm loan cho quý vị được nha. Và khai thuế là khai thuế, hoặc là accounting là accounting, và những người chuyên về loan thì họ có thể hỗ trợ cho mình. Tuy nhiên về cái vấn đề SBA nhưng là PPP thì nó cũng không khó điền, chỉ có cái là mình package cái hồ sơ lại như thế nào cho nó gọn gàng. Tại vì sao? Nếu chẳng hạn mình có thể cái gì cũng có thể tự làm được cả, cái chẳng hạn như là khai thuế, cái những cái hồ sơ căn bản mình có thể tự làm ở nhà, lên online mình làm rất là đơn giản. Tuy nhiên tại sao cần đến những người professional để người ta có thể tìm bởi cái kiến thức của người ta, để người ta có thể kiếm thêm những cái benefit cho mình. Mà mình tự làm những cái hồ sơ căn bản như là chẳng hạn như đi làm, hai vợ chồng đi làm về có đứa con thì khai thuế rất là đơn giản, không có gì khó cả. Khi vấn đề về loan cũng vậy, khi mà quý vị submit một cái hồ sơ loan lên thì mình có thể submit, ai cũng có thể điền đơn được, ai cũng có thể tự làm được cả. Tuy nhiên có những người chuyên nghiệp thì người ta bỏ cái package của mình nó đầy đủ. Tại vì sao? Lúc này là nó overload, cái gì cũng quá tải cả. Mà mình nộp cái hồ sơ lên mà nó không đầy đủ, nó pass qua rồi thì lại mất một thời gian nó mới trở lại nữa. Đó là những lý do tại sao mình cần những người professional giúp cho mình. Hướng dẫn là một việc, nhưng mà mình cần những cái advice của những người có kinh nghiệm về làm loan. Tại vì SBA, kính thưa quý vị, nó có rất nhiều chương trình. Không phải một chương trình không, nó có rất nhiều chương trình dành cho những người chẳng hạn như là chuẩn bị mở business. Thì cần những cái business plan như thế nào để họ có thể hỗ trợ cho mình để có một cái cash flow, gọi là cái working capital để mình có thể mở business. Hoặc là trong cái trường hợp này gặp những khó khăn như vậy thì cái SBA loan mà relief á, thì nó như thế nào, nó sẽ hỗ trợ cho mình. Thì cứ liên lạc với lại những cái văn phòng mà chuyên làm loan thì họ sẽ hỗ trợ cho mình. Những quý vị nào mà cần muốn biết thêm từng chi tiết của cái business của mình thì có thể liên lạc với lại quý, cũng như chẳng hạn như là cái email ở trên để gửi cái thông tin lên đó, thì mình sẽ take time mình hướng dẫn cho từng cơ sở tiểu thương để có thể có được understand, mình hiểu được những cái loan gì nó có thể phù hợp cho mình trong lúc này. Thưa quý vị, cảm ơn quý chia sẻ những cái hữu ích cho quý vị về vấn đề điền đơn EIDL như thế nào cho nó hợp lý và mà đừng có để bị sai. Đúng rồi, tại vì như anh nói đó, đáng lẽ là lên sớm hơn tí nhưng mà chắc cũng không đến nỗi muộn lắm đâu tại vì hiện tại là ở văn phòng của anh cũng còn rất nhiều hồ sơ đang nằm ở trên bàn mà anh chưa có hoàn tất nữa, kể cả những người khách đã rất là lâu năm của mình thì cũng là yêu cầu mình phải hỗ trợ, tại vì rất là nhiều, nhất là cái mùa này thì không có nhiều nhân viên đi làm được thì mình phải take time. Nhưng mà quý vị ở nhà có thể tự làm được, như chỉ cần ba cái mục đó thôi nha quý vị: cross revenue, cost of goods sold và cái combined annual expense. Đó là những cái mà ba cái mục đó quan trọng nhất thôi, còn ngoài ra trong kia thì ở trên cái hồ sơ đó rất là đơn giản, ai cũng biết tiếng Anh cũng làm được cả. Chỉ có ba cái mục đó là ba mục mà quyết định là up to 10.000 hay là ít hơn hay là như thế nào, thì là ba cái mục đó là ba mục chính ở trong cái firm EIDL trong cái trường hợp này. Và again, EIDL là gì? Là Economic Injury Disaster Loans, và cái loan này là không phải trả lại nha quý vị, cái loan này là loan không phải trả lại, cho nên rằng là mình tranh thủ mình apply as soon as possible. Còn cũng như là có một số anh cũng có thấy ở trên có chia sẻ rằng là khi mình nhận được cái số tiền này thì mình phải dùng cho cái trường hợp nào như thế nào, cái chùm cho trường hợp nào như thế nào mà không phải trả lại, thì nó thuộc vào cái dạng PPP, tức là Paycheck Protection Program. Thì mình phải chứng minh là mình dùng cho cái gì mà nó qualify cho cái payroll, thì cái phần đó là phần mình không phải trả lại. Còn cái EIDL program thì mình khi họ đã approve, họ đã cho mình rồi, thì muốn dùng sao cho cái việc take care cái business của mình hoặc là lo cho đời sống của mình, đó là việc của mình. Cho nên rằng là, và cái chương trình này là chương trình không phải trả lại, cho nên là cũng chia sẻ với lại quý vị một lần nữa, chương trình này là chương trình không phải trả lại, cho nên là mình tranh thủ mình làm as soon as possible. Yeah. Và điền cho nó đúng nha quý vị, mình nhắc lại ba cái mục chính ở trong đó thôi, là cross revenue và cái cost of goods sold, tùy vào cái dạng business của mình. Ví dụ làm nail thì cái cost of goods sold, cái cách tính nó khác, mà cái tiệm sửa xe cách tính nó khác,
nhà hàng thì các cách tính nó khác của các cost of goods sold, chẳng hạn văn phòng bác sĩ thì các cách tính cost of goods sold nó khác, cho nên rằng là không phải ai cũng giống nhau cái cost of goods sold, nhưng mình nói về neo thôi. Chẳng hạn như ví dụ chẳng hạn một người đi làm cắt cỏ cuối năm thì họ có cái independent đó, họ có EIN number thì họ là một cái tiểu thương. Vậy thì cái cost of goods sold của người đi cắt cỏ là gì? Là zero. Họ đâu có, trừ phi họ có người phụ thì cái tiền họ trả cho người phụ là cái cost of goods sold. Còn ngoài ra, ví dụ hạn như mình mua dụng cụ, mua xe, mua cắt cỏ, cái đó là thuộc về business operating expense chứ không phải là cost of goods sold. Cost of goods sold là mình bán hàng, chẳng hạn như nhà hàng, mình mua đồ ăn về, thức ăn, đồ về thực phẩm về để mình nấu nướng lên mình bán và mình đóng cái sale tax thì cái đó gọi là cost of goods sold. Cái định nghĩa nó rất là simple. Còn tiệm nail mình không quán gì cả thì cái đó không phải là cost of goods sold, chỉ là những người labor, là những người thợ làm của mình thì mình điền vào đó thôi. Cho nên những quý vị nào mà chưa điền hoặc lỡ điền rồi thì cái việc nó qua rồi thì mình hopefully thì không biết là họ sẽ depend trên gì, mình chỉ đây hướng dẫn các cách điền cho nó đúng thôi. Rồi những cái chương trình như vậy đó là mình sẽ lên thường xuyên để chia sẻ cho quý vị. Tuy nhiên chương trình mà về cái quyền lợi bạn cần biết đó, được bảo trợ bởi Richita Vihaku, cho nên rằng là quý vị cho một phút thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của Richita. Richita Bihaku, thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản với công thức tiên tiến hiện đại trong uống ngoài thoa, được điều chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất trái cây Murasaki, kiwi, hạt sen, hạt lựu đắng, nước chàm thảo mộc, kết hợp với hai hợp chất vitamin C tinh chế, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Richita dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da. Richita chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi cho da. Richita nuôi dưỡng phục hồi tế bào gốc trong da. Richita ngăn ngừa cải thiện vết hâm, đốm nám, tàn nhang trên da. Richita sẽ cho bạn một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Richita đăng ký tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-914-4242, 714-595-3228. Richita, sắc đẹp của làn da. Quý thấy ở trên đây là trong cái break time này, quý có nhìn vô đây là có thấy anh Nguyên Vũ. Dạ, chào anh Nguyên Vũ. Quá rất là lâu anh em đã biết nhau, cũng là hai mươi mấy năm rồi. Và anh Nguyên Vũ cũng biết là quý đã làm thuế cũng là năm nay đúng 20 năm rồi. Thì anh Nguyên Vũ có câu hỏi như vậy là cái 10.000 cần credit score không Mr. Quý? Dạ không anh Nguyên Vũ, cái này là chương trình, này là chương trình cái gói hỗ trợ của chính phủ dành cho các tiểu thương, cho nên là hoàn toàn không bay trên cái credit score. Là có người hỏi rằng là cái check là để nhận được cái stimulus check 1.200 đó là em có cần làm cái gì hay không? Là đây là cái thông tin, cái câu hỏi rất là hay. Hôm lần trước thì quý cũng đã cover cái phần này rồi, thì mình không cần làm gì cả, tại vì cái này là cái chương trình stimulus hỗ trợ cho tất cả các mọi người dân để mà qua cái cơn khủng hoảng này, thì mình hoàn toàn không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên, những quý vị nào họ bay trên cái income mà của năm 2019 khai thuế, và nếu mình chưa kịp khai 2019 thì họ sẽ bay trên cái income của 2018 để mình qualify là full amount hay là ít hơn tí nếu income mình trên 75.000. Thì và cái điều đặc biệt là cái mình cần làm là cái này, là nếu như ví dụ chẳng hạn 2019 mình khai thuế và mình không có cái gọi là direct deposit thì họ sẽ mail về cho mình. Thì mà mình không muốn mail thì mình phải lên cái irs.gov và theo dõi khi nào họ update cái website rằng mình nên chọn cách là họ direct deposit vào trong tài khoản của mình, thì cái đó là cái mình cần làm. Ngoài ra
những cái website nào mà không có chữ rss.gov thì quý vị đừng điền bất cứ thông tin nào lên đó cả, tại vì đó là scam. Chỉ có những cái thông tin mà chính xác là từ sở thuế, đó là cái việc mình cần làm. Còn ngoài ra thì nếu mình đợi cái check hotmail về thì nó take time, nó lâu hơn và nó không có an toàn bằng cách là direct deposit. Và bên cạnh đó, những người nào mà đã có cái checking account number khi mình nhận cái tiền refund trở lại, hoặc là mình tự debit deduct ở trong cái account của mình, thì họ đã có cái information của mình rồi, thì họ sẽ direct deposit vô cho mình và mình không cần apply ở đâu cả. Tự khắc họ thì take time, họ sẽ deposit cho mình. Nhân Phạm năm nay ngày cuối của thuế là ngày mấy vậy anh? Ngày thuế họ đã dời lại, họ cho gia hạn là 15 tây tháng 7, tuy nhiên mình vẫn phải khai. Gia hạn có nghĩa là sao? Là những người mà thiếu thuế thì không có bị penalty hay cũng như là cái interest ở trong cái 3 tháng này. Nhưng mà mình vẫn phải khai trước 15 tây tháng 4 nha quý vị. Cho nên rằng văn phòng của quý rất là busy, mặc dù là không có nhiều... mình không có, mình phải online mình làm cho khách hàng của mình. Yeah. Rồi chương trình mình là nếu mà quý vị còn có thêm question gì nữa thì cứ đặt, và quý sẽ nói thêm về cái vấn đề PPP dành cho mình, nói lướt qua vấn đề PPP để quý vị có thể am tường hơn. Thì quý vị nên nhớ nha, chương trình mà Paycheck Protection Plan, mình nhìn thấy cái chữ Paycheck là mình biết đó là dành cho những người mà họ có cái W2 cho nhân viên của họ thì nó mới qualify nha quý vị. Còn nếu mình chỉ có 1099 không thì cái này không phải là dành cho chương trình của mình. Và hiện tại bây giờ 3 tây tháng 4 là họ bắt đầu review nhận cái application, cho nên là những quý vị nào chẳng hạn như là nhà hàng thì mình nên apply, hay là văn phòng bác sĩ, hay là những nơi để mình có thể keep employee của mình mà continue working, thì mình có apply cái chương trình này và mình có thể dùng cái số tiền này để trả cho tiền nhân viên cũng giống như là tiền rent rồi để mà keep cái business mình up going, thì mình nên tham khảo để apply cái chương trình này as soon as possible. Nó sẽ hỗ trợ, mà cái chương trình này thì nó cũng có cái time thì mình tranh thủ. Ngoài ra là quý muốn nói cái phần mà small business debt, đây là cái small business debt á quý vị, là cái chương trình này á, là cái small business debt relief program á, để make sure là mình thí dụ chẳng hạn là mình không có qualify cho PPP và mình thì có những cái chương trình nào có thể hỗ trợ cho mình. Thì cái program này đó là nó cũng nằm trong SBA, nhưng cái program này đó là mình phải có cái business mình phải là 3 year average annual revenue, thì business mình phải exist in 3 years nha quý vị, thì mình qualify cho những cái chương trình này. Ngoài ra nó cũng có những cái chương trình khác để hỗ trợ cho mình thêm. Có ở trên có một người hỏi là hai anh Quý, 1099 có xin tiền thất nghiệp được không, và có ảnh hưởng đến chủ hay có vấn đề gì về sau không anh? Câu này mình đã có trả lời trong cái clip cái show lần trước, nhưng mình cũng sẽ trả lời cho Cathy Lê. Cái nhận cái form 1099 đấy thì mình vẫn bình thường thôi, mình có cái form 99 thì mình đi khai tiền thất nghiệp, tại vì đây là cái trong cái trường hợp khẩn của government họ cho mình thì mình apply thôi, sau này cũng không có ảnh hưởng gì cả. Kể cả như vấn đề mà mình có bảo lãnh người thân, nó có ảnh hưởng gì không? Cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây là cái trường hợp khẩn thì chính phủ hỗ trợ cho mình thì mình vẫn có thể apply được. Lan Trần hỏi là nghe anh nói ai xin thất nghiệp sẽ được nhận thêm 600 đồng mỗi tuần đúng không? Đúng rồi Lan, thì những người mà xin thất nghiệp thì ngoài cái tiền mà của tiểu bang cho mình nhận cái tiền thất nghiệp của tiểu bang trong cái gói mà về thất nghiệp ấy, thì nó có hai gói, một gói đó là của tiểu bang, thì bay trên cái income của mình đó, trên cái mà cuối năm mà mình bay trên cái cuối năm mà mình khai thuế đó, thì họ sẽ cho cái income cho mình. Thì ngoài cái income cho mình đó thì mình của liên bang họ sẽ cho mình thêm 600 đồng một tuần ở trên đó nữa.
Jennifer Nguyễn là tiệm nail Apply Bow, SBA và PPP được không anh? Hiện tại thì tiệm nail nên apply chỉ có SBA, còn cái PPP nếu mình có nhân viên làm W2 thì mình cũng nên apply. Mà thật sự là khi cái tiệm mình còn maintain, cái program của PPP đó là nó giúp cho các cơ sở tiểu thương, các cơ sở thương mại continue hoạt động để trả, có cái tiền trả cho nhân viên và continue hoạt động, họ khuyến khích, chứ không phải rằng là đó là họ khuyến khích mình continue hoạt động để cho cái giữ người nhân viên của mình. Thì mình có thể apply cho nó. Còn ví dụ chẳng hạn như là mình làm cái 1099 không thôi thì chắc chắn là mình không có qualify. Tuy nhiên mình cũng có thể try, nhưng mà thật, trong hiện tại lúc này họ ưu tiên cho cái những người nào có W2. Cho nên là chương trình của mỗi lần anh em mình lên, mình có những cái câu hỏi, giải đáp những cái thắc mắc, thì anh sẽ thường xuyên update những cái thông tin để nhất đặc biệt là những nơi nào mà quý vị chẳng hạn như ở New Jersey hay là ở Florida nào là mình đã có cái đường link rồi. Rồi những cái đường link nào đó mà quý vị ở những tiểu bang chẳng hạn như Hawaii rồi nói chung thì cứ inbox, thì cần những cái hỗ trợ thì cứ inbox thì quý sẽ hỗ trợ cho. Ngoài ra những cái business nào cần làm những cái loan để mà cần biết thêm mình có qualify hay nên cần cái sự giúp đỡ hỗ trợ thì thật sự văn phòng rất busy, nhưng mình sẽ hỗ trợ cho quý vị trong cái thời gian cho phép. Ngoài ra thì quý vị có những cái câu hỏi nào mà quý chưa có kịp go over đó thì cứ nhắn tin, rồi mình sẽ lên chương trình để continue chia sẻ với lại quý vị, để quý vị có những cái thông tin mong rằng là nó hữu ích để giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Tại vì đây là những cái gói package này đó, mình biết mình chia sẻ cho cộng đồng, thì mình không chia sẻ cộng đồng thì cộng đồng khác người ta cũng biết thôi. Thì mình tranh thủ, tại vì tại sao mà quý đó nói rất nhiều về cái 1099, tại vì đặc biệt là trong cái những người mà mình đi làm hãng thì mình có cái unemployment insurance cover rồi. Còn những người mà mình không có đi làm hãng, mình nhận cái 1099 mà bây giờ buộc phải ở nhà thì phải sống làm sao. Chính vì vậy chính phủ cho cái chương trình gọi là emergency của chính phủ, là nó qualify nằm ở cái disaster unemployment assistance, thì mình nên tận dụng nó và mình phải tận dụng as soon as possible, khi mà tiểu bang của mình ready để mình có thể nhận được những cái benefit đó để chạy vượt qua cái sự khó khăn lúc này. Tại vì business là business, mà ngoài ra các tiểu thương bị ảnh hưởng cũng rất là nặng. Tại vì sao? Mình ở nhà chứ mình cũng vẫn phải đóng tiền rent vậy. Thì có nơi thì cho defer là may mắn, và có nơi thì chỉ cho là giảm, nhưng mà mai mốt giống như khóc lại, mai mốt trả tiếp. Ví dụ vậy, khi mà trở lại bình thường thì lại trả tiếp. Cho nên rằng là có những cái loan nó hỗ trợ cho mình thì nên tham khảo với lại những người, những cái văn phòng chuyên nghiệp về loan, họ sẽ hỗ trợ cho mình những cái chương trình nào mà nó phù hợp cho từng cái business hoặc là từng cái nhu cầu của mình, thì quý vị có thể liên lạc. Thì ngoài ra Danh có còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, có một câu hỏi của chị Jennifer là khi nào anh sẽ chỉ cách điền cái đơn mà PPP? Đơn PPP đó thì anh có thể là ngày đi để coi cái time, là có thể anh sẽ announce soon, tại vì thật sự là quá nhiều hồ sơ nằm ở trên bàn cho nên rằng là anh sẽ announce ở trên Facebook là khi nào ready, có thể là thứ hai hoặc là thứ ba, cũng cái giờ là khung giờ, có thể là thứ ba, tại vì thứ hai thì có cái chương trình của Richita thì trên live shopping, thì có thể là ngày thứ ba 6 giờ tới 7 giờ anh sẽ hướng dẫn detail cái cách điền đơn về PPP, tại vì nó có time, cho nên là mình cũng không có, nói chung là mình sẽ một cách chu đáo, cũng giống như là EIDL, mình hurry mình làm, mà không chu đáo thì bây giờ hồ sơ mình đã submit rồi, thì nó cũng, nói chung là mình chờ thôi, còn những cái nào mình có thể correct nó trước khi mình submit, thì mình có thể correct nó. Thì có thể là thứ, anh nghĩ có thể là thứ ba để anh sắp xếp.
bớt công việc để hỗ trợ cho những khách hàng để hoàn tất cái EIDL này. Đó là một trong những lý do mà tại sao anh muốn lên đây để chia sẻ cái cách điền cho nó đúng cái ba phần quan trọng đó thôi. Ngoài trong cái đơn EIDL là cái ba phần quan trọng đó thôi. Còn cái PPP á, thì nó require rất là nhiều information. Ngoài ra có những cái hồ sơ SBA nó require là phải có P&L, tức là Profit and Loss, tức là những mình phải có những cái bản lợi nhuận, hoặc là cái Financial Statement được verify bởi CPA. Thì văn phòng của mình có sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả các CPA của Mỹ ngoài sao để ví dụ chẳng hạn mình chưa có làm về cái Financial Statement để mình có thể qualify cho những cái SBA loan khác trong cái trường hợp này, thì văn phòng cũng có thể hỗ trợ về cái vấn đề đó để mà mình mới qualify cho những cái chương trình về SBA. Nó có rất nhiều, SBA nó có nhiều dạng lắm, không phải chỉ có một dạng. Tuy nhiên, trong cái trường hợp này, mình tranh thủ. Tại vì sao? Tại vì rằng là họ được backed by government. Và cái credit score không phải là cái vấn đề mà hàng đầu nữa. Cho nên mình tranh thủ nha quý vị, để mình có được cái cash flow, có được cái working capital vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Thì có một câu hỏi nữa là thì mình khi mà apply SBA với lại PPP thì mình nhận được luôn hai cái hay là sao nhỉ? À, hồi nãy anh có trả lời cái đó rồi. Ừ. Là rồi, cái tùy vào cái trường hợp của mình. Ví dụ chẳng hạn như là mình là cái nhà hàng đi, anh ví dụ trong trường hợp mình nhà hàng mình có W2 employee thì mình nên làm PPP và mình có thể apply SBA at the same time. Nó không là vấn đề trở ngại gì cả. Thế anh Quý thì anh Quý có biết cái ngày mà người ta sẽ gửi check cho quý vị là 600 hay ngàn hai không? Cái 600 đó là cái của unemployment additional on top. Còn cái 1.200 là do chính phủ thôi. Thì as soon cái không phải là cái check mà họ release theo ông mà Bộ trưởng Tài chính thì họ nói trong vòng 2 tới 3 tuần thì hopefully những người nào mà có cái direct deposit đó thì sẽ được nhận trước hơn. Và bên cạnh đó những người nào chưa khai thuế thì as soon as possible khai thuế để có được cái record. Yeah. Ví dụ chẳng hạn như là có một người nói em mới qua Mỹ được mấy tháng, em có đi làm 2018 thì em chưa có ở đây, 2019 em mới đi làm mà em chưa khai thuế thì em có được nhận cái tiền 1.200 không? Nói đâu có thông tin gì của em đâu nhận. Cho nên là tranh thủ khai thuế as soon as possible. Rồi, chương trình của mình là cũng good enough. Thì hẹn gặp nếu không còn câu hỏi nào nữa thì mình sẽ wrap up ở đây để những quý vị nào cần hỏi thêm những cái thông tin về cái gói phúc lợi này hoặc là trong cái trường hợp mà tiệm mình cần những cái sự hỗ trợ thì cứ liên lạc với lại văn phòng. Từng lần trước anh làm thì chưa có để số phone với lại email cho nên là inbox, cái inbox của Regita là ngợp luôn. Nhưng mà không sao, thì quý vị có thể liên lạc với lại cái số phone mà hiển thị trên màn hình sau chương trình. Và nếu mà chưa không có kịp bắt á, thì quý vị có thể để lại tin nhắn hoặc là đặc biệt nên email để quý có được đầy đủ cái thông tin để hỗ trợ cho quý vị, kể cả những quý vị mà có 1099 cần hỗ trợ về vấn đề điền đơn thất nghiệp thì ở bất cứ nơi nào thì văn phòng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị. Dạ. Và cảm ơn Danh Võ đã dành thời gian lên đây cùng với anh để chia sẻ, mang lại những cái thông tin rất là bổ ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và mong rằng với những cái thông tin này sẽ hỗ trợ cho quý vị. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin. Và có những cái thông tin gì mà đặc biệt thì chúng tôi sẽ chia sẻ với lại quý vị as soon as possible để mình cùng nhau vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Và cầu nguyện cho cái cơn khủng hoảng này nó sớm qua mau để tất cả mọi người của chúng ta được trở về cuộc sống bình yên. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn Võ Thành Danh và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình talk show lần tới. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý và quý vị. Cái chương trình này chúng tôi sẽ lưu lại trên Facebook và quý vị vào sau chúng ta có thể xem lại từ đầu để biết thêm những cái câu hỏi mà quý vị đặt. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.
Richita Bihaku, thương hiệu mỹ phẩm trắng da trị nám đến từ Nhật Bản với công thức tiên tiến hiện đại trong uống ngoài thoa, được điều chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như hoa anh đào đôi, hoa cúc lâu năm, chiết xuất trái cây Murasaki, kiwi, hạt sen, hạt lựu đắng, nước chàm thảo mộc, kết hợp với hai hợp chất vitamin C tinh chế, thích hợp với tất cả các loại da và không gây kích ứng da. Richita dưỡng trắng da, tăng cường tái tạo tế bào da. Richita chống lão hóa da, cải thiện độ đàn hồi cho da. Richita nuôi dưỡng phục hồi tế bào gốc trong da. Richita ngăn ngừa cải thiện vết thâm, đốm nám, tàn nhang trên da. Richita sẽ cho bạn một làn da tươi sáng, khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống. Richita đăng ký tuân thủ các quy định của FDA tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-914-4242, 714-595-3228. Richita, sắc đẹp của làn da.